đã cùng quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Minh Sự cảm thấy rất là vui khi chúng ta được đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó chính là 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Mi thực hiện. Và ngày hôm nay, Minh Sự đã chuẩn bị một bữa đại tiệc, cảm thấy rất là vui và hào hứng chào đón một khách mời vô cùng đặc biệt ngày hôm nay là anh Sù ơi. Em mới đi xa về, em muốn rửa cái mặt á, rồi cái phòng khách mình để đâu, để em để đồ trong phòng khách hay là phòng ngủ, để đồ phòng anh hả em, hay là phòng anh để đâu, mình có hai phòng khách hay là ba phòng khách, một hay là một phòng khách hai phòng ngủ. Ủa anh ơi, mà sao cái nhà bếp của mình nó bự dữ vậy anh ơi, hình như cái diện tích chu vi nhà anh nó thiết kế sai hay sao nha. Người ta là diện tích đó, cái chu vi mà cái diện tích mà cái phòng bếp nó rất là nhỏ luôn, mà cái diện tích phòng bếp của anh nó chiếm 2/3 diện tích cái nhà luôn á. Rồi mình ngủ ở đâu, mình ngủ trong phòng bếp luôn hay mình vừa ăn vừa ngủ thôi đi. Trời đất ơi, cái gì mà tràn vô nhà anh, sao mà cái nói quá trời nói vậy. Không phải, tại vì đi em đâu? Em đi qua đây em chơi vài bữa rồi. Đi chơi vài bữa? Dạ. Mà làm gì mà em điều tra hết mọi ngóc ngách trong nhà anh dữ vậy? Tại vì hồi nãy em đi sơ lược thôi, em đi qua hai ba cái phòng ngủ, rồi có một cái phòng khách, hai cái toilet và một cái phòng bếp, nhưng mà tổng diện tích cái phòng bếp là nó lớn nhất luôn. Thôi bỏ luôn đi bây giờ như vậy nè. Em ơi, tỉnh táo lại, đứng lên đây một tí xíu. Rồi, hôm nay em là khách mời của Khẩu Vị Ngôi Sao. Đây là gian bếp nhà anh vậy thôi. Ủa là có nghĩa là hôm nay em trở thành cái người khách mời? Ừ. Qua nhà anh ăn? Ừ. Rồi sau đó? Yeah. Ủa chứ không phải là mời qua chơi một thời gian rồi về hả? Trời ơi, một thời gian luôn. Ok, một thời gian là 1 tiếng đồng hồ quá em. Có thời gian ngắn như vậy? Ừ vậy thôi chứ. Tính em thích chơi lận khoảng 1 tháng hay là 5 về? Thôi bớt bớt đi nha. Hôm nay là để chơi ăn uống nè. Vui rồi. Thôi vậy thôi, đợi em xíu. Sao vậy, sao vậy? Alo anh ơi, thôi trở về ha, đi nửa đường trở về giùm em. Rồi vậy nha, vậy nha em. Ủa em gọi điện thoại cho vậy? Em gọi cho cái anh dịch vụ chuyển nhà. Ủa sao vậy, hôm nay em chuyển nhà hả? Không có, em tính chuyển qua nhà anh ở. Cái gì? Em lỡ kêu container bứng nguyên cái nhà em qua rồi, bây giờ kêu chuyển về. Em á, tào lao quá đi. Sao vậy? Bây giờ qua đây chơi là ăn uống thôi, xách cái vali thấy ghê quá, giờ mình cất vô này, cất vô. Trời ơi, làm em chuẩn bị quá trời tung tất luôn. Nhẹ nhàng êm ái giờ là được rồi. Chào tất cả quý vị khán giả đi nào. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Ngày hôm nay Duy Phương sẽ trở thành khách mời của tuần này. Và ngày hôm nay Duy Phương rất là mong được khám phá rất là nhiều món ăn lạ của các bạn tham gia cùng chơi với mình. Và đặc biệt là được trải nghiệm những cái sự thú vị, những cái sự gọi là lạ đặc biệt của chương trình đến từ chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Nãy giờ nói quá trời nói, chưa nói về cái sự khó khăn gì hết trơn. Em ơi, đến đây đâu có đơn giản là được ăn đâu. Ủa, chứ không phải là khẩu vị là cho mình trải nghiệm những cái món ăn được khẩu vị. Chính xác. Nhưng làm sao để ăn được cái món đó? Thì mình vô bếp nấu. Ừ, em không cần phải nấu luôn. Vậy thì mình chỉ ngồi mình ăn thôi. Đúng rồi, nhưng làm sao để có thực phẩm để mà em nấu? Thì mình đi chợ. Không, ở đây không có đi chợ, ở đây chỉ có đi xin đồ ăn thôi. Đi mà thường đi xin nó khó hơn đi chợ anh ơi. Chính xác là như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hành trình ngày hôm nay với phần đầu tiên của chương trình mang tên Khám Phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Minh Sù và Duy Khương xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ, tất cả chúng tôi đã quay trở lại và bây giờ đây sẽ bật mí cho mọi người về chiếc tủ lạnh quyền lực của chương trình. Em có tò mò không? Em nghĩ trong chiếc tủ lạnh quyền lực sẽ có món gì? Có những món rất là quyền lực. Đúng rồi. Đặc biệt là món gì? Em chưa có mở ra sao em biết được. Vậy giờ đi mở thôi. Dạ. Xin mời. Wow. Minh Sù thì không có lạ lùng gì với cái chiếc tủ lạnh này cả. Nhưng mà khách mời khi đến với chương trình thì cảm thấy rất là ngạc nhiên. Vì sao biết không? Tại sao anh? Tại vì nó có 3 cửa. 1, 2, 3. Ngạc nhiên thứ hai nữa. Tại sao anh? Bên trong không biết có gì. À. Như khi là cái tủ lạnh không vậy đó. Ủa gì vẫn có mở chi? Tùy khách mời thôi. Ví dụ nhà em có hay để đồ ăn vô tủ lạnh không? À cũng có đó. Mà nhiều khi em để đồ xài vô tủ lạnh nữa. Đồ xài là đồ gì? Ví dụ như chìa khóa xe. Trời ơi. Điện thoại. Trời ơi. Remote. Nhiều khi là có dây điện thoại bỏ remote vô, đóng tủ lạnh là đi kiếm remote. Trời ơi vậy luôn. Rồi cải sống gió một mình là mới để ở đây đâu rồi. Tao phải mất. Có người giấu. Em ơi, em bị Alzheimer á. Cái não có vấn đề rồi nha. Rồi, hôm nay sẽ có những cái món ăn mà em thích và em không thích ở trong đây. Món không thích bỏ vô làm chi? Bỏ vô để cho người ta biết món đó em không thích. À. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình mở nha. Dạ. Đứa ăn cánh. Okay. Rồi, chuẩn bị 1, 2, 3. Đó. À. Vô coi. Cái gì vậy em? Em thích món này. Đừng nói là món này nha, tôi biết ngay mà. Đó chính là món bánh tráng trộn. Ừ. Bánh tráng trộn là một món ăn dân dã. Dân dã đường phố. Dạ. Ai cũng có thể ăn được luôn. Dạ. Rồi. Có kỷ niệm gì về cái món ăn nào của em không? Đàn.
đây nó đây chân là tru gì? Mới thấy à con ấy, nó là cả một cái kỷ niệm kho tàng kiến thức thiệt luôn hả? Dạ, một kỷ niệm liên quan tới kho tàng kiến thức và ký ức quay về. Ok dạ. Bây giờ em sẽ kể cái câu chuyện này nha. Kính thưa tất cả quý vị, sau đây sẽ là chương trình Ngày xưa. Và nhân vật tuần này chúng tôi muốn nói là Duy Khương. Câu chuyện của Duy Khương chính là nhân vật chú ếch. Được. Xã vai. Ngày thì năm tầm học lớp 9, lớp 10 á, là giai đoạn đó ý thức được nên ăn cái gì và không nên ăn cái gì. Thì em biết là ếch là nên ăn. Ếch rất bổ. Thì mẹ mới mua 1 ký ếch, 2 ký ếch gì về, rồi ướp với lại ngũ vị hương. Đó. Một cái màu vàng cho ra mắt rất là đẹp mắt. Cà ri. Rồi sau đó mẹ bỏ vào tủ đóng lại. Mẹ không nấu. Nhiều khi đến bây giờ em vẫn đặt câu hỏi tại sao mẹ lại bỏ đi ngay khoảnh khắc đó. Hỏi mẹ trên sóng truyền hình. Và đến bây giờ mẹ vẫn không hiểu về mà hỏi lại em. À vậy hả? Tại sao em lại về ngay khoảnh khắc mẹ vừa đi? Và em thấy ớt, em lấy ra. Anh ơi bình tĩnh phút này. Em lấy ra và em ăn bằng cả một cái tấm chân tình trái của người nữa. Con dành cho người mẹ. Trời ơi. Em ăn khí thế, em ăn như chưa từng được ăn. Và em phát hiện ra là em ăn được 2 con. Mà hôm nay ớt sao nó dai quá. Mẹ làm hơi sống. Mà em nói là không, bò người ta còn ăn sống được có chi lỡ. Đó. Em được cái là em ăn em không ngửi và em cũng không nhìn. Đó. Em được cái nết nó vậy đó. Thì em ăn hết 2 con. Rồi về nhà mẹ mới nói là ủa cơm chưa nấu đồ ăn mà ăn cái gì vậy? Con rồi ăn hả? Cơm trứng chiên hả? Dạ không, con ăn rồi. Ăn gì? Ớt. Mẹ ăn gì? Mẹ đổi giọng. Mẹ dùng bằng mày. Chết. Tự nhiên cái tổn thương. Mẹ ăn gì? Nơi con ăn ớt. Ớt rồi mẹ ăn. Trong tủ á. Ai làm cho mẹ ăn? Nên có ai làm đâu. Con thấy để sẵn là con nghĩ là lầm rồi. Chưa làm luôn á. Trời ơi. Ăn chưa? Nó ăn rồi. Ăn nhiều không? 2 con. Trời ơi. Là cái ngày hôm đó, trong ngày hôm đó là em mà ngộ độc mẹ em đưa đi bệnh viện. Mà hên bao tử em tốt cho nên em không bị gì hết. Là em nhớ là cuộc đời em đã từng ăn đồ xấu. Khép lại đây để mở ra một cái không gian mới. Dạ. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những người bạn của em. Dạ. Đó, đây chính là những người bạn, những người hâm mộ em. Dạ. Đã theo suốt hành trình của em nữa. Chúng ta cùng đến với chuyên mục gặp gỡ thần tượng. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, đây chính là không gian gặp gỡ thần tượng. Và ngày hôm nay, chính thần tượng, ngôi sao Duy Khương của chúng ta sẽ được gặp gỡ những người bạn của mình. Hai người bạn này rất là cá tính và phải nói là rất là đẹp trai. Sẽ được giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn. Và Duy Khương, đó chính là Đinh Mạnh và Lâm Khanh. Đó, ra chào ta nè. Fan hâm mộ. Trời ơi, bắt chào tay em. Bắt trời tay. Ơi, gặp anh rung quá. Sao rung em? Ba để anh ôm hai đứa. Trời ơi. Rung quá trời là rung luôn. Hết rung chưa? Vậy thôi về chỗ nè. Rồi, về chỗ giữ bình tĩnh nói chuyện với anh nha. À, hai em ơi, giới thiệu về mình nha. Xin chào anh Duy Khương và anh Minh Sù. Em tên là Đình Mạnh, em đến từ Quảng Ngãi. Em hiện tại là sinh viên năm 4 của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay rất vui khi được là một người đồng hành cùng với anh Khương và anh Minh trong ngày hôm nay. Em có đang đi làm gì không hay là vẫn đang đi học thôi? Em có đi làm thêm về nghề bếp ạ. Ồ, làm về nghề bếp luôn nha. Nấu ăn có vậy là ngon ha. Thế thì em có hay nấu ăn cho những người mà đặc biệt của mình không? Dạ, như là người đặc biệt nhất của em là mẹ. Hôm nay em có thể dùng tình cảm đó dành cho anh Khương được không? Dạ được ạ. Dạt dào lắm á Khương. Ok, cảm ơn em. Còn bạn thứ hai xin mời. Xin chào anh Minh Sù và anh Duy Khương. Em tên là Huỳnh Lâm Khanh, năm nay em 23 tuổi. Em đến từ Đà Lạt anh. Em hiện tại đang làm đầu bếp ạ. Ồ, đầu bếp luôn. Ngày hôm nay hai tụi em đến đây với cái tinh thần là sẽ nấu ăn cho thần tượng của mình, đó chính là anh Duy Khương. Nhưng trước đó thì anh sẽ dành cho bọn em một ít thời gian, đó chính là 60 giây để mình có thể đặt nhiều câu hỏi hơn cho anh Duy Khương trả lời mấy đứa. Để biết được khẩu vị của anh Khương như thế nào, mình áp dụng vào món ăn tí nữa cho nó hợp lý nha. Rồi, 60 giây hỏi đáp nhanh, bắt đầu. Anh dùng 3 từ để miêu tả bản thân của mình. Vui, hoạt bát. Nói nhiều. Anh thích ăn món gì nhất anh? Món ngọt với làm rồi biển. Body anh có được 6 múi không ạ? Gom lại hết còn 1 múi em. Trời ơi, tính kiểm tra. Anh ghét nhất điều gì? Không trung thực với lại thất hứa. Anh sợ nhất là con gì ạ? Cái con rắn với lại những cái con nhiều chân đó. Ở nhà anh có hay nấu ăn không anh? Không bao giờ vô bếp được em, không có duyên đó. Anh Khương, anh cai sữa năm bao nhiêu tuổi anh? Anh chưa cai luôn em, anh uống trà sữa mỗi ngày mà. Thời đi học thì anh có hay làm nhiều trò để gây sự chú ý hay không ạ? Ngày xưa anh đứng chào cờ trên cái cây cột cờ á, là anh chào suốt 10 mấy năm luôn. Trời ơi, là anh không được chào cờ chung với các bạn. Hết thời gian. Lúc nào cũng quậy trơn á, đứng cột cờ. Vậy là chúng ta đã trải qua 60 giây hỏi đáp nhanh của chương trình. Và các bạn cũng đã hỏi được rất là nhiều những cái câu hỏi và được giải đáp bởi Duy Khương nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia một trò chơi đi.
trò chơi này sẽ quyết định được rằng là người nào sẽ có lợi thế hơn người nào. Bởi vì hai bạn ngày hôm nay sẽ thi đấu nấu ăn với nhau. Tuy là Duy Khương sẽ được nếm cả hai món của các bạn, nhưng chỉ có một người chiến thắng mà thôi. Hiện nay trên hai gian bếp của các bạn sẽ khuyết đi một loại thực phẩm quan trọng để quyết định cái món ăn của các bạn. Nhưng trải qua trò chơi này, các bạn sẽ có cơ hội được Duy Khương tặng cho người chiến thắng một món thực phẩm cuối cùng để hoàn thiện hơn cho cái món ăn của mình. Hãy cùng đến với trò chơi đoán tên thực phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang có mặt tại một cái trò chơi rất là dễ thương. Đó chính là trò chơi đoán tên thực phẩm. Và trò chơi này có sự tham gia của ngôi sao Duy Khương. Vỗ tay. Cùng với hai bạn người chơi rất là dễ thương ngày hôm nay. Vỗ tay. Vui như vậy thôi, vô đây mới kịch tính nè. Các bạn mà không chiến thắng thì các bạn sẽ không có một cái thực phẩm cuối cùng, cho nên các bạn phải chiến thắng ha. Nhiệm vụ của Duy Khương trong trò chơi này như sau: bạn sẽ phải nhìn vào màn hình ở đằng sau lưng của hai chàng trai. Sau đó thực phẩm nào hiện lên, Duy Khương sẽ sử dụng sự thông minh của mình để diễn tả bằng lời nói và hành động sao cho hai bạn đoán được cái từ khóa đó là gì. Càng nhiều từ khóa chính xác, chúng ta càng có cơ hội chiến thắng. Chúng ta chỉ có 90 giây thôi. Các bạn sẵn sàng chưa? Trời đất ơi, mạnh lên em. 2, 3. Sẵn sàng. Trời ơi, đâu làm mẫu coi cho mấy đứa em nó sẵn sàng. Anh mồi lại cái mẫu luôn. 2, 3. Sẵn sàng. Và bây giờ 90 giây bắt đầu. Ăn cái gì á mỗi ngày? Cơm. Dạ, mà trước khi nấu thành cái đó là cái gì? Gạo. Rồi có một cái loại mà gạo lứt. Không, ủ nó rồi để nó lên men á. Cơm rượu. Không phải, nó là cái trái á mà nó ủ. Nó đi trái dừa. Cái gì chua á? Giấm. Với cái chữ nãy nữa, giấm chua. Trời ơi, cái chữ nãy. Nói đi. Giấm. Cái gì ăn á cơ? Giấm gạo. Đúng rồi. Yeah. Con gì có cái càng này nè, kẹp cua. Mà gần với con cua mà lại cũng cứng mà lại con ghẹ. Trời, con này cũng nhiều cái chân luôn, không phải con cua. Bé kia. Không phải, bỏ cái loại mà cứng với người đi, nó dài ra. Mà có trong mình chơi á, cờ á, cá ngựa. Cá bún á, bực tôm á. Mày cứ loại gì? Bự á. Tôm tạo xanh. Tôm hùm. Đúng rồi. Biết hành không? Hành á, biết hành không? Biết hành. Mà không phải ăn hành, mà người ta ăn với hủ tiếu gõ hàng ngày á. Nó đã có nhiều cái đó rồi á. Cái gì á? Không phải, người ta chồng mà nó chưa có lên mà giờ đã lên rồi á. Là cái gì á? Cái gì mà có tết đem cái gì vậy? Chân cái gì? Bánh chân. Trời, không phải tết chân cái gì trước cửa nhà. Mai đào. Nhưng mà cái đó là cái thuộc giống gì, loại gì? Cây rồi nữa. Nó là cái gì? Nó ra là cái gì? Cái cây á. Trời ơi, cây ra trái. Cây ra trái. Cây tắc. Trước khi ra trái nó sẽ nở bông. Đúng rồi, với cái mẹ. Yeah. Đúng rồi. Trời ơi hết thời gian tôi chóng mặt quá. Trời ơi em ơi, trời cái ơi. Gì mà cái chồng mà nó lên rồi cái gì mà cái nó gì lên là cái là, gì á, nó né từ bông ra là cây mà anh không là trái Khương. Anh không hiểu em diễn tả sao mà cái gì nó vậy nè, nó vậy nè. Ừ, chồng trước nhà, bánh chân, bánh tét. Xuất sắc. Nói chung là thần tượng như nào thì fan hâm mộ cũng phải bá đạo như vậy, đúng không ạ? Hai đứa cái quỹ đạo khác nhau. Dạ, mà với cái sự gợi ý rất là nhiệt tình và năng nổ, đôi khi nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của các bạn ở đây luôn. Chúng ta đã có 3 đáp án được trả lời hoàn toàn chính xác. 3 điểm thuộc về bạn. Yeah, chúc mừng em. Cuộc chiến này sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Qua những cái vai diễn của anh Duy Khương trên chương trình trên truyền hình thì mình cảm nhận anh là một nghệ sĩ rất là duyên dáng và có nhiệt huyết với cái nghề. Trước giờ thì mình chưa tiếp xúc với anh Duy Khương lần nào, nhưng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay thì mình có cơ hội được giao lưu với anh Duy Khương là một thần tượng của mình. Quý
Quý vị và các bạn thân mến, Minh Sù và Duy Khương đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và đây chính là cuộc chiến chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Vô dàn bếp liền. Qua đây bên đây trước, để xem bạn ấy sẽ nấu món gì cho em ngày hôm nay. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái chén. Sao dữ vậy em? Thì món này nó nhiều. Nhưng em có thiếu nguyên vật liệu gì không? Cái đường thốt nốt của em. Đường thốt nốt của em. Cái món này mà không có cái món đường thốt nốt, nó sẽ không, cái sốt nó sẽ rất là... Em cho anh thắc mắc chút xíu nha. Cái món mặn mình nó bằng đường thốt nốt hả? Tại vì anh thường anh ăn là chè, mới nấu chè rồi có đường thốt nốt chứ. Tại vì cái đường mình sẽ dùng cái đường thốt nốt, nó sẽ cái vị ngọt của nó sẽ thanh hơn. Nói chung nhiệm vụ của em là kiếm đường thốt nốt cho bạn ấy rồi, đi. Rồi, okay. Em yên tâm, tại vì em chiến thắng trò chơi vừa rồi, em sẽ có đường thốt nốt. Rồi. Còn qua bên này. Em đợi chút xíu. Nỗi buồn mang mát nhẹ nhàng lướt qua đây. Trời, chưa gì mà trang trí luôn một cái dĩa đó nè. Đó. Đẹp. Em ơi, em nấu món gì cho Khương ngày hôm nay? Dạ hôm nay em nấu món thăn heo cuộn phô mai. Thăn heo cuộn phô mai. Mà tìm mãi không thấy em rất cục... thích phô mai luôn. Tìm mãi không thấy cục phô mai. Phô mai đâu anh? Em phô mai đâu? Dạ em cũng không biết phô mai đâu luôn ạ. Thì em có một cái cuộc thương thảo nhẹ với anh Duy Khương nhá. Rồi xin mời hai anh em thương thảo đi. Sao? Em biết anh rất là thích ăn phô mai. Nhưng mà hồi nãy là trong cái một cái trò chơi nhỏ thì em đã bị thua. Em sẽ làm cái món thăn heo cuộn rau củ. Bây giờ anh sẽ kiếm phô mai để cho em làm, để cho em chế biến món này ở vị phô mai, tại vì anh rất là thích phô mai. Xin mời Duy Khương qua đây. Vì sao? Gian bếp ngày hôm nay vẫn chưa sẵn sàng bởi vì còn thiếu nguyên vật liệu. Em nhìn theo hướng tay anh đi. Anh tay mình đi một cái đường, một đi đưa một đường thôi. Mình đừng có đi một cái đường lạng nha. Ngôi sao mà nó phải xích rắc, nó phải lạng cái nè. Đó, anh hãy đi. Đúng rồi. Đó. Đó, anh thấy chưa? Nhìn thấy gì chưa? Tiệm tạp hóa. Chính xác. Ở bển chủ tiệm tạp hóa là anh Ba mưa nắng. Trời, anh khó dữ lắm luôn á, thiệt sự. Mà anh trong cái khó anh có cái dễ. Dễ đây là anh không có bán. Là anh cho. Anh cho không à, thấy chưa? Thực phẩm toàn cho. Sao tâm anh tốt như vậy? Nhưng anh khó đây là phải chiều được lòng ảnh. Sao chiều ảnh làm được? Theo cái ý ảnh nói, làm được thì ảnh mới cho. Vậy hả? Nói. Em thì cái sở trường của mình là chiều người ta. Đó. Khó đến đâu cũng chiều được hết. Thừa nha. Thừa. Chúc em thượng lộ bình yên. Nào, mời em đi lấy thực phẩm về cho hai bạn đi. Con chào chú. Tôi về mà kêu chú hả? Anh ơi, tại vì bữa nay anh để rau chi vậy? Em nhìn rau đó bạc, em tưởng anh là chú. Thôi được rồi, đi chơi đi nghe. Không, anh ơi, em không có chơi. Hôm nay vui quá, tạm nghỉ. Anh ơi, tự nhiên vui quá nghỉ bán rồi, không vui rồi sao? Không vui không bán luôn hả? Vui rồi mới bán nha. Thôi ơi, anh ơi, bây giờ bán đi, bây giờ không bán thì coi như vui quá tặng đi. Hôm nay qua đây là để giúp cho hai người bạn của mình mang một món đồ về để cho họ nấu một món ăn cho thật ngon, đúng không? Dạ. Chiêu này quá quen mà, đúng không? Dạ. Thôi được rồi, bây giờ thích thế nào? Em thì bây giờ đang tìm thiếu hai món thôi. Món gì? Dạ em cần món thứ nhất là đường thốt nốt. Đường thốt lốt. Thốt nốt anh. Thốt lốt. Cái gì vậy? Dưới miền Tây tôi gọi thốt lốt. Thốt lốt đi, gió công đổi ý không cho nữa. Rồi. Món thứ hai là phô mai. Phô mai. Dạ. Còn thêm nữa không anh, cho em thêm dĩa nữa. Hết rồi. Vậy hả? Thôi trong hai được. Món này bạn chỉ được chọn một món mà thôi. Em chọn đường thốt lốt. Đây. Dạ. Khoan đã. Sao vậy anh? Muốn lấy được đường thốt lốt, em phải vượt qua một thử thách của ba mươi nắng. Dạ 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 rồi, anh đưa một thử thách thôi. Một thôi em cũng chịu nữa. Nhưng mà em phải hát ba bản. Hát sao có chữ đường ấy. Hai ba. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông anh hay vẫn đi về. Em không có thuộc. Không, em hát gì được lắm rồi. Em hát nữa rồi tôi chết. Rồi bây giờ em hát bài bài đường đã có nghe. Bài thứ hai, bài phô mai làm gì, có bài nào có chữ phô mai trong đó? Em biết rồi. Bài ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Có chữ mai. Ngày mai em đi thành phố mắc cây. Chữ phô đâu? Mới có chữ mai thôi à, phô đâu? Phô là em, anh hát, anh thấy em hát ngay chữ mai không? Không, phô, 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 phô luôn. Đó là phô mai đó. Là em hát chữ mai, em hát phô quá. Người ta là ngày mai em đi. Em hát là ngày mai em đi. Đúng, phô, phô quá, phô lên, quá. Quá phô luôn, cho em dĩa phô mai nha. Ồ, hát phô mà có chữ mai. Ồ, phô mai. Thôi được, dạ. Đây, chúc mừng em. Bạn đã mang về một cục đường thốt lốt. Đưa hai cục, anh lấy lại cục. Không, một cục mà thôi.
Dạ. Chào tạm biệt nghe. Cảm ơn anh, tạm biệt. Hôm anh này vui quá, thôi đóng cửa. Anh nghe loáng thoáng ở bên đây thật sự ra cái gian bếp tự nhiên cái tiếng trao đảo bởi cái câu hát hơi phô phô nhẹ bên đó đó. Không, em hát phô khuôn nhạc luôn chứ nhẹ đó, gì nữa. Bởi vậy thì dạ, không có được phô mai luôn đúng không? Em lấy được cái cục đường. Vậy là dành tặng cho bạn chiến thắng hồi nãy. Trời, đã chiến thắng rồi còn tặng đồ bên kia hả? Đã thua rồi không tặng đồ nó buồn. Người ta chiến thắng người ta mới được cái đó đó. Ờ hả? Còn bên đây là chưa chiến thắng cho nên không được phô mai. Thời gian dành cho hai gian bếp của chúng ta, nổi lửa lên em bắt đầu. Chạy đi em ơi. Trời ơi, xong rồi em ơi. Sắp hết giờ rồi em ơi ạ. Cuộc đời anh chỉ muốn ăn rồi sống một lần thôi, không muốn ăn lần thứ hai nữa cho được. Cố gắng làm không ngon cũng được, miễn làm chính là được. Còn bên đây mình chỉ cần ngon là được, không cần đẹp nha em nha. Hoành thánh đơn giản lắm, ngoài đời người ta cũng làm được nha. Muốn làm thánh bình thường. 8 7 6 nhanh lên nào. Không cần trưng đa bài đặc sắc hay là bắt mắt, chỉ cần ngon đẹp. Ok. 2 1 hết giờ. Mời hai bạn đem thành phẩm của mình lên. Trời ơi. Wow wow wow. Hai đứa nấu mà anh hồi hộp quá. Về chỗ luôn ạ. Cảm ơn các bạn. Wow. Mình phải dành một tràng hỗ tay để chúc mừng và cảm ơn các bạn. Vì sao? Hai món ăn ngày hôm nay tinh tế, nhẹ nhàng, đẹp mắt. Mình xét tí xíu đi. Nhìn rất là giống cái mấy cái nhà hàng trưng bày mấy món Âu á. Đúng. Rất là chỉnh chu và nhìn văn hóa ẩm thực này kia anh. Đó. Trang trí cực kỳ đẹp mắt. Cái này trước. Cái này giống như chiếc nón quai thao của người phụ nữ Việt Nam. Bây giờ anh sẽ thử món đầu tiên là của bạn Mạnh. Dạ. Cái này mình có chấm với cái gì không em? Có nước sốt ở trong đó. Anh ơi, anh có muốn dùng thử không? Anh chờ câu nói này. Anh có thể dùng kèm với một ít khoai lang nghiền. Thường người ta làm cái món này là mashed potato, có nghĩa là khoai tây nghiền. Nhưng mà này bạn làm khoai lang nghiền. Tại vì cái món Tây á, người ta ăn thì người ta hình như chỉ là khuất nhẹ thôi. À đúng, khuất nhẹ. Còn em là ở miền Tây cho nên em ở bên Tây em đẩy hơi mạnh nha. Ok. Nào. Sao nói đi em. Rất là cái củ cà rốt và đậu que nó có một cái vị sực rất là ngon. Và thịt làm chín vừa. Anh cực kỳ thích cái mùi á của cái bột á, cái bột lăng để chiên á. Còn về nước sốt thì sao? Nước sốt thì em thích cái vị này, nó vừa phải, nó không quá bị đậm. Và cái khoai này nè, nó giúp cho món ăn mình béo hơn. Vậy là em thích ăn món đúng không? Trời, my goo, ok. Bây giờ em qua tới món này, uống miếng nước nha. Món này là hoành thánh. Nào. Lúc đầu anh hình dung á, hoành thánh mà em làm khô vậy á thì nó sẽ rất là bị cứng cái bánh. Nhưng mà không phải. Cái bánh rất là dẻo, nó không bị bệ rạc như khi chúng ta làm nước sôi, nhưng mà nó cũng vẫn là giữ được cái khuôn bánh. Minh Xuân nghĩ rằng là Duy Khương cũng rất là hạnh phúc khi ăn hai món ăn mà rất là ngon, tinh tế và đặc sắc, mà được nấu bởi hai cái người bạn mà hâm mộ mình nữa khi đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ có một giải thưởng thôi. Giải dành cho người chiến thắng là 5 triệu đồng. Duy Khương sẽ nghiêng cái tình cảm của mình hoặc là cái sở thích của mình về cái món ăn nào ngày hôm nay? Hai món ăn thì anh cực kỳ thích, nhưng để chọn một trong hai món thì Duy Khương sẽ chọn một món ăn của bạn. Đình Mạnh. Đình Mạnh, chúc mừng em. Xin mời bạn lên đây ạ. Mời hai bạn luôn. Mời hai em lên đây. Wow. Wow, đây 5 triệu đồng sẽ được trao cho Duy Khương. Và Duy Khương sẽ trao nhất này dành cho bạn Đinh Mạnh. Xin chúc mừng em. Một lần nữa xin được cảm ơn Duy Khương và xin được cảm ơn hai bạn đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại hành trình Khẩu Vị Ngôi Sao với hai món ăn rất là ngon và tinh tế đến từ hai bạn người chơi. Đừng quên đồng hành cùng với tất cả chúng tôi trong giờ phát sóng quen thuộc, đó chính là 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin khép lại. Một lần nữa, Minh Sư, Duy Khương và hai bạn người chơi xin chào và hẹn gặp lại.